Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, đầu tiên xin giới thiệu đôi nét về cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ hay cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ. Tên đầy đủ tiếng Anh là National Aeronautics and Space Administration, Cục Quản trị Không gian và Hàng không Quốc gia, viết tắt là NASA. NASA, hay còn gọi là Cơ quan Không gian Hoa Kỳ, là cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không. Tổng thống Dwight D. Eisenhower thành lập NASA vào năm 1958 với mục đích dân sự hướng tới những ứng dụng hòa bình trong khoa học không gian. Kể từ đó, hầu hết các phi vụ thám hiểm không gian đều do NASA đảm nhiệm, bao gồm nhiệm vụ đổ bộ lên mặt trăng của chương trình Apollo, trạm không gian Skylab và chương trình tàu con thoi. Hiện tại, NASA đang tham gia xây dựng và vận hành trạm vũ trụ quốc tế ISS và đang giám sát quá trình phát triển tàu vũ trụ Orion, hệ thống phóng không gian SLS và các lần phóng tàu vũ trụ với sự tham gia của các công ty cổ phần. Cơ quan cũng chịu trách nhiệm cho chương trình dịch vụ phóng tên lửa Land Service Program, LSP, thực thi giám sát và quản lý các hoạt động phóng tàu vũ trụ không người lái của NASA. Mục tiêu khoa học của NASA tập trung vào tìm hiểu trái đất thông qua chương trình hệ thống quan sát trái đất, nghiên cứu vật lý của mặt trời, thám hiểm các thiên thể trong hệ mặt trời với các tàu không gian robot tiên tiến như New Horizons và nghiên cứu các chủ đề của vật lý thiên văn, chẳng hạn liên quan tới Big Bang, thông qua phát triển các thiết bị lớn nghiên cứu trong không gian và các chương trình liên kết khác. Nội dung thứ hai tôi muốn thông tin đến quý vị trong video hôm nay là kế hoạch tổ chức tuần lễ NASA Việt Nam Hậu Giang 2023. Căn cứ chương trình phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang và Hội Tinh học Thành phố Hồ Chí Minh HCA, căn cứ thư chấp thuận của Trung tâm Vũ trụ Johnson về việc phái cử phi hành gia NASA tham dự sự kiện NASA tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ NASA Việt Nam Hậu Giang 2023 với các nội dung sau: truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về những câu chuyện của phi hành gia trong môi trường làm việc và sinh hoạt trên không gian vũ trụ, chia sẻ về những nghiên cứu khoa học làm sao bảo vệ trái đất, tránh ô nhiễm môi trường, cảnh báo rủi ro va chạm với các hành tinh khác, sự sống ngoài trái đất và người ngoài không gian, củng cố kiến thức và hình thành kiến thức mới thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo STEM cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh thực hành khám phá khoa học kỹ thuật, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, định hướng nghề nghiệp và tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm, thúc đẩy tư duy sáng tạo cho thanh thiếu niên, nêu bật những thành tựu và đóng góp của NASA trong việc khám phá không gian, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm về các sứ mệnh, khám phá và tiến bộ công nghệ của NASA thông qua các hoạt động giáo dục, tài nguyên trực tuyến và các sự kiện công cộng. Thời gian dự kiến, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2023. Địa điểm, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang và Quảng trường Hòa Bình. Cơ quan chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Cơ quan phối hợp, hỗ trợ, mời lãnh đạo Bộ Ngoại giao, mời lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mời lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, mời lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, mời lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mời Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, mời Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ, AmCham và Châu Âu, EuropeCham, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, mời Hội Thiên văn học Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cơ quan thực hiện, Hội Tinh học thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, v.v. Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh rất vinh dự được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, phái đoàn NASA, các sở ban ngành có liên quan, Hội Tinh học thành phố Hồ Chí Minh, v.v. đã đến thăm và tọa đàm với lãnh đạo nhà trường. Sau đây xin mời quý vị và các bạn xem đoạn video mà chúng tôi đã ghi nhận được từ khâu chuẩn bị đón tiếp đoàn đến cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh, phi hành đoàn NASA, v.v. và lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Got it.
chừng. Thank you.
Kêu cô Mỹ đi lên đó mở máy đang bấm vô cái nút đó thầy. Cô Mỹ bấm vô nút, bấm vô màn hình á, bấm vô nút màn hình á, để cô khỏi mà cô khỏi nói.
Trường trung học phổ thông Việt Thanh nằm cạnh dòng kênh sáng Sa Non, con kênh huyền thoại về miền lúa gạo Hậu Giang, theo con nước lớn rộng, nuôi dưỡng được bao thế hệ con em học trò. Trường trung học phổ thông Việt Thanh được thành lập vào năm 1960, là một trong những ngôi trường đầu tiên của vùng đất Việt Thanh có truyền thống hiếu học lâu đời. Đây cũng là ngôi trường được rất nhiều phụ huynh và học sinh trên địa bàn 7 người. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị là 1 người, trung cấp lý luận chính trị là 7 người. Nhà trường có đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Có nhiều cán bộ giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Về cơ sở vật chất, nhờ có sự chỉ đạo sâu sắc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, sự hỗ trợ nhiệt tình của cha mẹ học sinh và của chính quyền địa phương. Vì thế cho nên trang thiết bị dạy học đã kịp thời sửa chữa và có kế hoạch bổ sung để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Hiện nay nhà trường có 32 phòng học. Các phòng học của trường đều được trang bị đầy đủ các thiết bị như hệ thống bàn ghế, bảng chống vá, quạt nắp, đèn điện. Đang từng bước tiếp cận với phương pháp giáo dục STEM, công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục STEM và phát triển kỹ năng 4C cùng các đối tác đã lắp đặt cho trường một phòng học trải nghiệm sáng tạo STEM Robotics trị giá 2,5 tỷ đồng. Và trong năm học 2022 đến 2023 này, cũng như những năm tiếp theo sẽ là những năm học đặc biệt với thầy và trò của trường trung học phổ thông Việt Thanh. Những tiết học ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều... I would like to invite my teacher, Lisa, Dr. Mike Wessel, and Josmith to come to the stage. Bây giờ thì chúng ta sẽ chứng kiến anh Mai Baker sẽ ký tặng tên cái tượng chiến gia tặng cho nhà trường. Đây là món quà tinh thần rất có ý nghĩa cho đội ngũ giáo viên cũng như là tất cả các em học sinh. Và đây là một cái niềm tự hào cũng như là cái sự động viên của mình, cũng cảm hứng trong cái việc nghiên cứu khoa học trong nhà trường phổ thông. Yes. Should I say more? Yes. Yes, my one more is your picture. Yes, you is ten. Thank you very much. Okay. Mình nói.
Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.